Trận đấu giữa Hà Nội FC và Urawa Red Diamond vào ngày 6 tháng 12 tới là trận đấu cuối cùng trong năm 2023 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại, ban quản lý sân đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu này. Ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq, ban quản lý sân đã bắt tay vào chăm sóc mặt cỏ để phục vụ cho trận đấu tại vòng bảng AFC Champions League của câu lạc bộ Hà Nội. Cỏ được cắt tỉa định kỳ và chăm sóc cẩn thận, nhất là khi Hà Nội bước vào những ngày lạnh giá. Cảm quan sơ bộ thời điểm này, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang duy trì được trạng thái khá tốt, có vẻ như cỏ đã đẹp hơn so với thời điểm diễn ra trận Việt Nam-Iraq. Trận đấu tới đây cũng là trận đấu cuối cùng của Hà Nội FC tại AFC Champions League, bởi đại diện của Việt Nam đã chính thức bị loại.